Tỉnh thất Bồng Lai khẳng định chưa từng kêu gọi từ thiện, sự thật đằng sau tố cáo ngược lại. Sau những lùm xùm liên quan đến mối quan hệ huyết thống của những chú tiểu tại tỉnh thất Bồng Lai, thì mới đây nhất, tỉnh thất Bồng Lai tiếp tục bị chỉ trích trục lợi tiền Mạnh Thường Quân. Hoàn Nghiên, đại diện tỉnh thất Bồng Lai khi trao đổi với báo chí đã khẳng định anh và mọi người trong tỉnh thất chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ những đứa trẻ đang sinh sống ở đây. Cụ thể, anh khẳng định chắc nịch rằng, từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé. Các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai thương thì người ta cho thôi. Tuy nhiên, chính phát ngôn này của người đại diện tỉnh thất Bồng Lai gây nên cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người không đồng tình với cách giải thích chưa từng kêu gọi từ thiện mà ai thương thì người ta cho thôi. Nhiều người cũng cho rằng, ngay từ đầu nếu không có ý định kêu gọi từ thiện, ủng hộ các bé, thì phía tỉnh thất Bồng Lai đã không cố tình chèn thêm dòng thông tin về số tài khoản bên dưới dòng giới thiệu của kênh YouTube riêng. Được biết, đến hiện tại, sau khi xuất hiện nhiều thông tin tố phía tỉnh thất Bồng Lai trục lợi tiền từ thiện, những dòng thông tin kêu gọi ủng hộ trên kênh YouTube có tên 5 chú tiểu Thế Nam Member Vũ Trụ đã được xóa đi. Trước đó, khi trả lời báo chí, anh Nhất Nguyên, đại diện tỉnh thất Bồng Lai cho biết các tu sĩ đều có công ăn việc làm để đảm bảo thu nhập, không phải chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền từ thiện. Thường ngày, anh Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy, Nhất Tuệ làm rau củ ngoài chợ bán. Ngoài ra, họ còn có studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc, đăng lên YouTube. Qua đó, mọi người dùng tiếng hát để kiếm tiền, mỗi tháng kiếm thêm vài ba triệu, anh Nhất Nguyên kể. Bản thân anh Nhất Nguyên cũng khẳng định những lùm xùm gần đây liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai là sai sự thật. Tuy nhiên, mặc cho đã lên tiếng phủ nhận, nhưng người nào vẫn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm lớn của dư luận.